Phi Yến xin kính chào quý anh chị cùng toàn thể các bạn. Trước tiên là Phi Yến xin chúc tất cả các anh, các chị em phụ nữ chúng mình một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Ngày mai là chúng ta sẽ nhận không những 10, 100 mà cả 1 triệu đó hồng luôn. Cho nên Phi Yến sẽ hát ca khúc này để tặng cho tất cả các chị em phụ nữ ở nhà, Triệu Đóa Hoa Hồng. Từ giây đó giấc mơ vào
lòng anh hãy chiều cô. Cho em